Anh đưa cô Huyền đi đâu? Sao em lại hỏi anh câu đấy? Rõ ràng anh vừa đến gặp cô ta, bây giờ không thể nào liên lạc được. Đúng, anh có đến gặp cô ta, nhưng sau đó cô ta có điện thoại và đi ra ngoài rồi. Anh gặp cô ta để làm gì? Anh có chuyện cần hỏi. Hỏi gì? Anh có gì khuất tất à? Tại sao không dám nói? Em đừng có nói vô lý như thế. Anh đang bận, anh dập máy đây. Rõ ràng anh là người cuối cùng đến gặp cô ta, bây giờ không thể nào liên lạc được. Anh nói rõ xem, anh đến gặp cô ta anh đã làm gì? Em đã không tin anh ấy, thì có nói gì cũng vậy thôi. Anh không làm gì cô ấy hết. Chị, cô Huyền nghe mày, cô Huyền nghe mày. Alo Huyền à? Alo, ai đấy ạ? Xin lỗi, cho tôi gặp cô Huyền với ạ. May quá, chị là người nhà bệnh nhân Huyền ạ. Cô ấy đang cấp cứu trong bệnh viện ạ. Sao ạ? Chúng tôi đã yêu cầu cô đừng đi đâu cả rồi cơ mà. Biết thế này chị Phương cứ giữ cô ở nhà cho rồi. Bác sĩ nói cô bị làm sao? Dạn xương, chị không phải lo đâu. Nhưng vì sao mà cô bị thế này? Là do tôi qua đường không cẩn thận thôi. Có thật không? Việc đến mức như thế này thì phải báo công an thôi. Không được, cô chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi. Tôi xin lỗi, vụ này các chị tự lo đi. Tôi rút, tôi không làm nhân chứng được nữa đâu. Cái gì? Cô bị dạn xương chứ có bị dạn não đâu mà cô nói như vậy. Cô cho chúng tôi một lý do thuyết phục được không? Có ai đe dọa cô à? Không có ai cả. Chỉ là tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn về quê. Tôi không quen chịu áp lực kiểu này. Cô đúng là chẳng biết điều gì cả. Nếu không có chị Phương thì bây giờ cô như nào? Thành, có qua có lại, tôi giúp đủ rồi. Các chị về đi. Còn nữa, chị bảo chồng chị đừng đến tìm gặp tôi nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh ta từ xa là tôi đã sợ phát khiếp lên rồi. Tôi đang đến rồi đây. Cứu tôi! Cứu tôi với! Cô cứ bình tĩnh, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay tôi có chuyện với cô. Bỏ tôi ra! Cô bình tĩnh. Nếu tôi muốn làm gì cô ấy, tôi làm từ lâu rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh cần gì? Có phải ở nhà cô Hà có hòn đá phong thủy gần giống thế này đúng không? Cô có biết cô ấy mua hay được ai đó tặng không? Hình như là chị Hà được tặng. Ai tặng? Tôi không biết. Chị Hà có nhiều mối quan hệ, quà cũng không phải là ít. Chị không nói thì tôi cũng không nên hỏi. Cô có chắc không? Nói dối thì tôi được lợi gì? Tôi mà biết điều gì, tôi cũng sẽ khai báo hết với công an, để cho những kẻ gây tội ác phải trả giá. Tôi không làm. Và tôi cũng biết cô quen cô Hà nhiều năm, có thể cô ấy không nói, nhưng có khi nào cô vô tình nghe hoặc biết về mối quan hệ đặc biệt nào đó của cô ấy, kiểu như người tặng hòn đá phong thủy này. Tôi đã nói là tôi không biết. Tôi đang đến rồi đây. Anh tránh xa ra, anh đừng có làm phiền tôi. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra kia đi. Cô nói thật đi, có phải anh Hoàng làm việc này không? Tôi sẽ đảm bảo với cô, anh Hoàng không bao giờ tìm đến cô nữa. Nhưng còn việc ra làm chứng, cô đừng quyết định vội vàng như vậy được không? Chị về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Bây giờ phải làm sao hả chị? Chắc chắn là cô ta đang cố giấu điều gì đó. Vừa hôm qua cô ta còn nói với cả tớ là sẽ theo đến cùng vụ này với cả mình. Cô ta còn tâm sự là tay Cường đã ép cô ta phá thai cơ. Nếu đúng thì đây sẽ là bằng chứng quan trọng để chứng minh về mối quan hệ giữa Cường và Huyền khi anh ta chưa ly hôn. Theo quan sát của tớ thì cô ta vẫn còn đang rất là lo sợ. Chắc chắn là vẫn bị tay Cường đe dọa. Tớ thì lại nghĩ chính hắn ta là người gây ra chuyện này. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng việc này. Trước mắt, cậu cứ đi chung với Lan để gặp bác sĩ tâm lý.
Chị bảo chồng chị đừng đến tìm gặp tôi nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh ta từ xa là tôi đã sợ phát khiếp lên rồi.